bé không phải dài nó. À, ý là bây giờ đúng rồi, khán giả hỏi đi phỏng vấn Nguyên Quang hỏi. Bây giờ khán giả hỏi là đúng rồi, bây giờ đang yêu Hương Giang rồi. Cậu á muốn bắt con bướm của Hương Giang. Bướm à? Thi không? Thi không? Ờ, cũng thích. Em bắt chị đi, em bắt chị đi, em bắt chị đi. Vậy em đã bắt con bướm của Hương Giang chưa? Ở chỗ đó không rồi. Khó lắm. Xạo xạo, thứ xạo xạo. Trả lời khán giả đi, quay đi. Có. Thưa quý vị, diễn viên Tuấn Trần tội nghiệp. Sau một thời gian lâm bạo bệnh, anh ta tiêu chảy hết trong gần 2 tháng tuần vừa qua. Anh ta nhập toilet suốt, quay cỡ chừng nửa tiếng ngồi, anh ta ngồi xuống 15 phút. Dạ. Rồi làm gì xin? Dạo gần đây, ốm đâu phải là do tập tạ, thưa quý vị, ốm là do đi toilet. Rồi em đang ăn đó. À, ok, xin lỗi em. Vô giấy. Rồi em. Nhưng thưa quý vị, ăn cháu ngon là. Sợ gì ốm như vậy cũng phải là, đó là cách giảm cân tôi nghĩ là rất là hiệu quả. Và câu trả lời về Tuấn Trần có muốn với Hương Giang hay không thì chúng ta hãy chờ vào số quay kế tiếp của Dòng Bãi Dòng Mai. À, hoặc là trong cái chương trình này quý vị sẽ tìm ra được câu trả lời. Đàn ông bây giờ nó bận luôn màu hường, thì quý vị nó muốn nghĩ coi nó muốn bắt cái gì nữa. Thật ra tôi không muốn nói, nhưng cu của Tuấn Trần là anh Đức. Đây, quý vị có thấy không? Đứng bên cái đó. Đây là một cặp. Đứng cạnh là thấy rồi, cho dù có đồ màu sắc có nội cỡ nào không bằng giấu giếm được cái sự thích thú. Ồ, hôm nay đem dẫn đẹp quá nè. Thấy chưa? Được, để ý từng Đức. Bạn có thấy không, nãy giờ trong nguyên một cái trường quay chỉ có một mình Tuấn Trần nó ngu mùi để khen bạn duy nhất. Trường này đúng không em? Đúng rồi. Em luôn thấy anh là một cái hình mẫu về thời trang, dạ, về rồi. Phong cách. Anh đúng rồi, phải đúng không? Dạ đúng không? Tôi có chút lượng. Ok, oh yeah. What? Tôi có chút ngượng dù tôi chỉ là người nghe. Tôi không nói đâu mà tôi bị ngượng. Anh từ tóc. Còn để ý đến mái tóc của anh Đức mặc dù nó hói gần hết. Thôi thưa quý vị, đây chỉ là những tình cảm không bình thường của những người đàn ông dành cho nhau. Thật sự là chỉ có những cái người mà quan tâm đến nhau mới để ý từng chi tiết như vậy. Vâng thưa quý vị, họ còn đeo bông tai cặp nữa thưa quý vị. Vâng, họ có bông tai cùng nhau. Chỉ có những người đàn ông thật sự để ý đến nhau mới làm những điều như vậy. Tôi khẳng định, Hương Giang em bít cửa. Thời này là thời của anh Đức. Mình xem sẽ hiểu. Dạ, yeah, ok. Cảm ơn mọi người. Nhớ là subscribe Facebook và cảm ơn Tuấn Trần đã mọi người. Để ý đây, cái hình ảnh này của quen thuộc không? Nè, có cái nhận khoe nhận. Trời ơi, chị ơi. Ok. Hai bên. Okay, hiểu rồi ha. Ok, vậy. À! Trấn Thành nói bộ nào quá Trấn Thành. Loạn rồi. Loạn hết rồi. Ha 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 ha.